chào các bạn mời các bạn nghe câu chuyện tích chu ngày xưa có một cậu bé tên là tích chu bố mẹ tích chu mất sớm nên tích chu phải ở với bà hàng ngày bà phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi tích chu có thức ăn gì ngon bà cũng dành cho tích chu ban đêm khi tích chu ngủ thì bà quạt cho tích chu thấy bà thương tích chu có người bảo bà ơi lòng bà thương tích chu cao hơn trời rộng hơn biển lớn lên tích chu sẽ không bao giờ quên ơn bà thế nhưng lớn lên tích chu lại chẳng thương bà bà thì suốt ngày làm việc vất vả còn tích chu suốt ngày ham chơi vì làm việc vất vả ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông lo bà tích chu mãi rong chơi với bạn bè chẳng nghĩ gì bà đang ốm một buổi trưa trời nóng lực bà lên cơn sốt cao bà khát nước quá liền gọi tích chu ơi cho bà hụm nước bà khát khô cổ rồi bà gọi một lần hai lần rồi ba lần nhưng vẫn không thấy tích chu đáp lại mãi sau tích chu thấy đói mới chạy về kiếm thức ăn tích chu hết sức ngạc nhiên khi thấy bà biến thành chim và vỗ cánh bay lên trời Tích Chu hoảng quá kêu lên Bà ơi, bà ơi, bà đừng đi Bà ở lại với cháu, cháu sẽ mang nước cho bà Bà ơi Cúc cu, cúc cu, cúc cu Chậm mất rồi cháu ạ à. Bà khát quá, không thể chịu nổi nên phải hóa thành chim Để bay đi kiếm nước Bà đi đây, bà không về nữa đâu Nói rồi chim vỗ cánh bay đi Tích Chu hoảng quá chạy theo bà Cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước Ở một dòng suối mát Tích Chu gọi Bà ơi, bà trở về với cháu đi Cháu sẽ đi lấy nước cho bà Cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa. Cúc cu cu, muộn quá rồi cháu ơi, bà không thể trở lại được nữa đâu. Nghe chim nói tích chu òa khóc, tích chu thương bà và hối hận. Giữa lúc đó có một bà tiên hiện ra, bà bảo Tích Chu, nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối tiên cho bà uống. Đường lên suối tiên xa lắm, cháu có đi được không? Nghe bà tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối tiên rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối tiên mang về cho bà uống. Được uống nước suối tiên, bà Tích Chu trở lại thành người và trở về ở với Tích Chu. Từ đấy, Tích Chu hết lòng thương yêu và chăm sóc bà. Qua câu chuyện trên, các bạn rút ra bài học về một tật xấu đó chính là ham chơi. Đồng thời giúp chúng ta hiểu rằng phải luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video.